Thưa quý vị và các bạn, trong số 5 người còn lại may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc này đã được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tại Hà Đông, Hà Nội. Tuy nhiên, 3 nạn nhân đã tử vong vào cuối giờ chiều ngày hôm nay do tình trạng quá nặng, 2 nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, 5 nạn nhân may mắn sống sót đã được chuyển đi Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác vào lúc 10 giờ sáng nay. 5 nạn nhân được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của viện. Cả 5 trường hợp đều bị bỏng rất nặng. 5 tiếng sau hồi sức tích cực, 3 trong số 5 người đã tử vong do tình trạng sốc bỏng vào cuối giờ chiều ngày hôm nay. 2 nạn nhân còn lại đều bị bỏng trên diện rộng, bỏng toàn thân và ở mức sâu. Ngoài tổn thương trên bề mặt, phần lớn diện tích trên cơ thể của các nạn nhân bị cháy đen. Ông Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết, hiện tại việc quan trọng là cấp cứu cho 2 nạn nhân còn lại. Vì những tổn thương quá lớn nên việc điều trị lúc này sẽ tập trung hồi sức cho các nạn nhân, sau đó sẽ điều trị các tổn thương bỏng. Cũng theo ông Tiến, những thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân sẽ được công bố sau. Trước đó, các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn đã được chuyển về cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu kịp thời, nhưng do tình trạng quá nặng, các nạn nhân đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị.